Xin chào tất cả các bạn, tôi là Trần Xuân, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mẫu nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Biệt thự 2 tầng của gia đình anh Hoàng Văn Đạo tọa lạc trong vùng đồng quê thôn Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Với kiến trúc vẻ vang, nó trở thành một dạng lâu đài tuyệt đẹp, tỏa sáng giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Từ xa, biệt thự tỏa sáng lấp lánh trong ánh nắng mặt trời như một viên ngọc quý. Với lối kiến trúc đặc trưng của lâu đài, ngôi nhà rực rỡ với màu sắc chủ đạo là màu trắng tinh khiết, mang đến một diện mạo sang trọng và quý phái. Công trình với chiều ngang là 11,63m và chiều sâu là 17,38m, chúng tôi thiết kế một phòng khách, một phòng bếp ăn, một phòng ngủ có vệ sinh khép kín, một phòng ngủ thường, một phòng tắm và một vệ sinh chung. Tầng 2 Kisato thiết kế một không gian chung, một phòng thờ, một phòng ngủ có vệ sinh khép kín, hai phòng ngủ thường, một sân phơi, một nhà tắm và một vệ sinh chung. Biệt thự 2 tầng của gia đình anh Đạo được xây dựng với mái mang sát độc đáo, tạo nên một vẻ đẹp cổ điển và sang trọng. Mái mang sát với đường nét góc cạnh và dốc dựa, tạo ra một hình dáng mái lâu đài tráng lệ. Với việc sử dụng các ngói màu xanh đẹp mắt, mái mang sát tôn lên vẻ đẹp cổ điển và tạo nên sự khác biệt cho biệt thự. Nếu các bạn thấy mẫu nhà này đẹp hãy like, share và bình luận bên dưới, và đừng quên nhấn vào link bên cạnh để nhận thêm những phần quà hấp dẫn của chúng tôi. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.